Hello, Thinh Room 5 xin chào tất cả các bạn cảnh mình. Đấy thì hôm nay ở nhà mình có một ngày khá là xui nha. Đấy, ở chỗ là nhà mình hiện tại là đang mất điện. Đó, và mình cũng nghe nói mẹ mình bảo là họ cắt điện để sửa chữa sửa điện đến 5 giờ chiều nha các bạn. Đấy, thì hiện tại nữa là 8 giờ 34. Đấy, thì các bạn có phải hiểu đây là 8 giờ 34 mới điện 5 giờ chiều là phải hiểu là nó xui được cỡ nào đấy. Ok, hiện tại mình đang khá là nóng. Ok, không tin này, quạt không bật được. Quạt đây, không bật được luôn. Đó, không mở được quạt. Điện này cũng không bật được. Bình thường điện ở đây là bật được, nhưng mà này không bật được nha. Là nóng. Đây, kể cả điện nhà vệ sinh cũng không thể lên. Ok, mất điện là coi như là phòng ốc tối thui hết cả luôn. Bây giờ chắc mình cũng phải mở rèm với cái phòng sáng sủa một tí các bạn. Chứ bây giờ nó như cái nhà tù thì cũng mệt. Ok, thôi bây giờ mình sẽ xuống tầng 1 để xem có gì chơi nha. Xem nó có mắc hơn không. Ok, mình sẽ lấy điện thoại mình xuống. Hiện tại là 8 giờ 36. Ok. Bây giờ sẽ xuống tầng 1 nha các bạn. Ok, hiện tại đang mới điện lên cả nhà, ngồi ngoài hiên cho mát này. Ông hai chào các bạn đi. Chào mọi người. Không biết chào. Đây, đang ngồi ngoài hiên. Mọi người gọi là ngoài ngõ. Trong nhà thì rất là tối. Cái gì cũng dùng điện. Cứ mất điện là mình lại có một cái suy nghĩ là sao thứ gì cũng phải dùng cái điện đấy nhỉ. Cái nào ở đây này? Dạ không? Bấm nước đi. Được không? Không, bấm Apex cơ. À. Ông mày đang mới sử dụng smartphone. Cái máy ông mua được bao giờ ấy? Ông mua... Ông được nửa năm. Cái này là được chú Phương mua. Ok, ông đang mới tập dùng smartphone cho nên là vẫn còn có một vài thứ không biết, vẫn còn chỉ mình không mà. May là mình cũng là dân công nghệ, chứ không mình mà mù công nghệ thôi mệt lắm. Giờ nhà nó vẫn đang mất điện. Giờ hiện tại là 18 giờ 8 giờ 41. Ok thôi, không có gì, thôi mình vô Surface 3 quay cho các bạn xem ấy. Ok, hiện tại mình đang ở trong Surface 3 nha. Vì mình có 3G thôi nha. Ủa sao không vứt đấy. Hiện tại là mình đang dùng 4G cho nên là mình vô được thêm. Bây giờ thì mình sẽ vô túi đồ và điểm danh vắt. Nhanh lên chứ sợ nhỡ mà hết 4G rồi thôi. Trở về thì kêu đi đồ đá thật các bạn. Ok xem nào. Ngồi ở ngoài quay cũng khá là ổn. Ok, thì mình cũng giải thích lý do sao mình chưa quay được cốt truyện. Rồi, một xít nữa ông. Đừng ngồi ông. Thì lý do sao mình không quay được cốt truyện nữa là đây. Ổn định mình chưa thể đủ để mình quay. Đấy, 137 chứ 148 thiếu khá là nhiều. Nhưng thôi bây giờ mình sẽ vô sự kiện mình được chơi tạm vậy. Mặc dù đây là sự kiện mình chẳng muốn chơi thế nào ấy. 8 giờ. Đúng cái giờ mà có điện luôn các bạn. Ngộ thật. Không hiểu ạ. Dữ.
Đấy các bạn ơi, có đứa nhỏ nhà mình chơi, bây giờ mình sẽ nhanh nhanh một tí nha. Em ơi lòng thống à, đường mình siêu nhân lên các bạn. Đấy, không chụp được rồi. Quả dễ theo, dễ theo. Đổi thôi nhỉ, đây. Màn hơi nghèo tí, nhưng không sao, vẫn tiếp tục. Đâu rồi? Ló mặt đấy xem nào. Ê, Bung ơi, Bung. Ý cho cả hai đứa chúng mày lên YouTube hết. Chụp cho chúng vui thôi. Ý cho ông cháu lên YouTube. Nổi tiếng khắp cả xóm luôn. Đến chơi bị thằng ấy quay trộm. Mày chơi quá này. Mất điện không có quạt. Mất hết cả áo. Ui giời. Trong giờ không có. Thằng này lại trốn mà. Ra ngồi con tìm mấy cái chỗ mà nó ăn thì trong đó. Nói mà chơi cái em gì lọ đó mày. Đây là mặt thanh niên Triệu Quân Sự bị truy nã. Quay lại đi. Triệu. Thanh niên Triệu Quân Sự. Hiện tại ở ngoài ban công rất là mát nha. Mình đang ngồi võng ở ngoài đây. Đấy. Trời, trong nhà nóng lắm. Bây giờ là 3 giờ chiều. Còn 2 tiếng nữa thôi, cố lên. Ở ngoài nó bị ngược sáng nên là nhìn ảnh hơi đen. Không sao. Thôi mình đi vô nhà đây. Ở trong nhà mình có nhiều việc lắm. Sao ấy? Lại các bạn. Ui, lại các bạn sáng nay à? Ê, kìa. Thế cái đấy anh bị e đã nắng rồi bà im đã nắng rồi bà nó còn mẹ kéo nhau ở đây. Đã nắng rồi kéo nhau ở đây bà mệt thật. Ok, bây giờ mình sẽ chạy ra ngoài mình quay sơ qua để các bạn xem nha, khung cảnh sinh hoạt của mọi người khi mà mất điện đây. Thằng Triệu Quân Sự sáng nay bị mất đây. Tội trốn tù. Thấy nã. Thằng Triệu Quân Sự đây. Nó cùng dẫn cái đàn em nó đi xử mình vì cái tội sáng nay mình mất. Đây. Đây. Đây đàn em ấy kìa, đàn em ấy kìa. Đấy các bạn thấy không? Đây em kìa. Ôi về đấy yên. Chào ông, chào bác. Ok. Đi. Nào cho mọi người đi. Nào, có vẻ đã định đấm mình em ạ. Đang bọn này đang đi xe đạp. Không muốn ngồi em xem mọi người đi. Anh chào ông. Này. Khung cảnh sinh hoạt của mọi người khi mất điện. Bọn trẻ con ra ngoài chơi rồi. Tí cho lên tivi nhá. Quay nữa. Cứ chiều chiều là bọn này hay ra ngoài chơi này. Này,
Nhưng mà nay bọn nó ra ngoài sớm hơn bởi vì là nó mất điện rồi. Đây đây. Nó ra ngoài sớm. Đấy, đi chơi này. Các xe đạp các đi quanh vậy thôi, cũng không dám đi xa. Bởi đi xa nhỡ lạc về bố mẹ đập cho nát mông. Đó là khung cảnh sinh hoạt của mọi người khi mất điện. Khi có điện thì không được sao, chắc là ở trong nhà chơi hết rồi. Bởi vì là hiện tại là đang nắng mà, tội gì mà không cho phòng. Ok, tôi lại ngồi lướt Facebook rồi các bạn. Chứ ở ngoài nóng lắm. Wow, có thật không anh em ơi? Ngon. Bơi, có điện rồi bơi. Có điện rồi mọi người. Ok, vậy là sớm hơn gần 2 tiếng nha. Dự kiến sớm hơn gần 2 tiếng. Vậy là có điện nha anh em ơi. Đây, đây, đây. Bật điện mà, bật điện mà. Ok. Đấy. Điện đã mở. Bật, bật. Ok, mở tới giờ sáng này. Ok, và đã có điện rồi em ơi. Để mình mở cái wifi nào. Cho wifi chưa mở luôn thôi. Ok, mở phòng vào phòng ấy mà. Đấy, mở luôn rồi. Điều hòa đã bật.